vợ cầm nghìn tỷ trốn ra nước ngoài, cựu huấn luyện viên tuyển Trung Quốc tuyệt thực trong tù. Theo truyền thông Trung Quốc, trong thời gian bị tạm giam vì liên quan đến những bê bối của bóng đá Trung Quốc, cựu huấn luyện viên đội tuyển nước này là Ly Tai đang tìm cách tuyệt thực. Như đã biết, hồi cuối tháng 11 năm 2022, Ly Tai đã bị tạm giam vì bê bối tham nhũng. Nhiều cáo buộc cho rằng ông đã nhận tiền của các tuyển thủ để đôn họ lên đội tuyển, nhận phần trăm hoa hồng trong nhiều thương vụ chuyển nhượng cầu thủ từ câu lạc bộ của Wuhan, nơi Ly Tai trải qua nhiều năm làm huấn luyện viên. Bên cạnh đó là hàng loạt cáo buộc khác, thậm chí có dàn xếp tỷ số, khiến Ly Tai đối diện với án tù rất nặng. Đồng thời tất cả các tài khoản ngân hàng của ông đã bị đóng băng. Từ đó đến nay đã hơn 3 tháng và nhà chức trách đại lục đã mở rộng cuộc điều tra, bắt thêm nhiều nghi phạm khác. Với riêng Ly Tai, đang xuất hiện thông tin cho rằng vị huấn luyện viên này cố tuyệt thực, nhất định không hợp tác với cơ quan điều tra. Ly Tai, với tư cách là một trong những kẻ phạm tội chính, đã từng bắt tay với đơn vị đặc nhiệm để tìm ra những manh mối mới, đưa nhiều kẻ vào tù, Sohu viết. Nhưng thời gian gần đây, ông đã không còn hợp tác, sẵn sàng tuyệt thực để tìm đến cái chết. Lý do là vợ ông, Long Fei, đã trốn ra nước ngoài cùng với 270 triệu tệ, gần 1.000 tỷ đồng. Đây chẳng khác nào khoản tiền phạm pháp mà Ly Tai đã có được suốt những năm làm bóng đá. Khoản tiền này chưa được nhà nước thu hồi nên Long Fei đã nhanh chóng tẩu tán. Điều đó có nghĩa vì cô vợ, Ly Tai sẽ không thể giảm nhẹ hình phạt nên Ly Tai bắt đầu từ chối hợp tác với cơ quan điều tra. Bên cạnh trường hợp của Ly Tai thì Chen Xuyên, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vừa bị bắt giữ, cũng đối diện với những biến động gia đình. Có tin con trai ông cùng vợ đã trốn ra nước ngoài, cầm theo một khoản tiền rất lớn. Nhưng sau khi làm rõ, Chen Xuyên khẳng định con trai ông không làm như thế. Thậm chí thời gian tới, ông sẽ được con trai thăm nom trong tù. Trước khi bê bối xảy ra, Ly Tai được xem là tượng đài của bóng đá Trung Quốc. Cựu tiền vệ sinh năm 1977 nằm trong số những ngôi sao Trung Quốc hiếm hoi được thi đấu tại ngoại hạng Anh. Cựu sao Everton bị tố dính líu đến vụ dàn xếp tỷ số, kinh doanh bên ngoài phi pháp và thậm chí nhận tiền từ các cầu thủ để cho họ thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Các cáo buộc ông ấy mắc phải rất nghiêm trọng, bao gồm nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, thậm chí dàn xếp tỷ số, một nhà báo Trung Quốc giấu tên chia sẻ với Jin Newser.